Rồi bây giờ mình phân tích ra cái bài tập số số 2. Số 2. Tức là cái bài tập phép phép tính của mình nè. Đó. Đây, tập phép tính. Thì ở đây thầy sửa lại đây là bài 1 ha, gọi nha, bài 1. Phép tính. Rồi, mình view cái bài phép tính lên. Rồi đối với một phép tính á, thì cái thông tin của phép tính bao gồm là số hạng 1 ha, số hạng 2 đúng không ạ? Rồi kết quả ở đây khi mình bấm vô thì mình gọi kết quả là cộng trừ nhân chia đối với một cái phép tính đó ạ. Cái bài này nó nâng cấp lên thì đầu tiên á thì cái nút tính này thầy sẽ sửa lại là cái cộng trừ nhân chia cho nó hay chút xíu ha. Rồi à, bên cái thằng này á thì thầy đặt tên cho nó là cộng. Rồi cái ID của thầy thì cho nó là cộng. À, và cái này là cộng. À, thì chỉnh là cái phông chút xíu nha. Cộng ha. Rồi, ok. Vậy thì sẽ có 4 nút ha, 4 nút cộng trừ nhân chia. Này là trừ nè, nhân nè, chia nè, đúng không ạ? Rồi enter xuống hàng ha. Rồi. Anh em thì trên cái name này thì đặt tên nó lại ngay chỗ này, à, cộng rồi đấy là trừ ha, ID cũng vậy. Ở đây là nhân. Và cuối cùng là chia, nâng cái bài mình lên chút xíu ha. Rồi giờ mình chạy lại thôi ha. Chạy lại. Rồi cộng trừ nhân chia, cái bấm vô nút cộng thì mình sẽ tính bài toán cộng, cái nắm trừ mình vẫn mà bài trừ nhân chia, nhưng mà ở đây mình giải theo cái hướng lập trình hướng đối tượng. Vậy thì cái việc đầu tiên á là mình phải xây dựng một cái lớp đó là lớp phép phép tính đúng không ạ? Rồi cái thành phần lưu trữ thông tin của lớp phép tính á, thì ở đây chắc chắn là mình phải có là gì, a và là b đúng không ạ? Còn phương thức tính toán của nó gồm có là gì, cộng trừ nhân chia, đó là sau khi mình phân tích ha. Thì ở đây thầy có cho tụi con một cái lớp xây dựng phép tính, thì khai báo của nó bắt đầu là cái tên bổ bổ từ khóa là class, tên là phép phép tính, khai báo biến thuộc tính. Thì ở đây chúng ta dùng var, ở đây chúng ta khai báo là a ha. Rồi ở đây chúng ta khai báo là b, à, chúng ta có hai cái a và b. Rồi chúng ta khai báo cái phương thức khởi tạo. Rồi tên phương thức tức là bằng với cái tên của ai, à tên của club đúng không ạ? À, chúng ta cũng có là gì, a ha. Rồi để a này khác biệt tham số a, phẩy với một cái nữa là tham số b. À, trong cái phương thức cải tạo này chúng ta dùng con trỏ dist để chúng ta trỏ tới cái biến thuộc tính a sẽ bằng cái tham số a trỏ tới cái b bằng cái tham số b, ta cải tạo giá trị ban đầu cho nó. Rồi phương thức tính toán là cộng trừ nhân chia, lần lượt chúng ta viết function này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái phương thức cộng. À, đây chúng ta sẽ khai báo cái biến cộng, biến tổng tổng bằng. Rồi chúng ta dùng con trỏ dist trỏ tới cái thằng a, cộng đi cho dist trỏ tới cái thằng b. À, chúng ta return cái tổng về đúng không ạ?
là chúng ta được một phương thức. Thì lần lượt chúng ta có thể là gì, có bốn phương thức, chúng ta có thể copy xuống và chúng ta đổi tên cái phương thức cùng với đổi dấu tổng tử ha. Thì cộng ở đây là chúng ta thông qua là gì, phương thức trừ ha. Ở đây là chúng ta có cái biến gì, biến biến hiệu ha. Ở đây chúng ta return cái hiệu vàng. Ở đây thì thay vì cộng thì chúng ta đổi thành dấu dấu trừ. Rồi tương tự à, cộng trừ rồi tới gì à, tới là nhân đó, nhân thì ở đây chúng ta sẽ có cái biến là tích đó, tích thì bằng a nhân đi cho nhân đi cho b, và chúng ta sẽ return cái tích về. Và cuối cùng chúng ta sẽ có cái phương thức cuối cùng là chia đó, chia thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thương, thương bằng a đúng không, chia đi cho b. Chúng ta return cái thương về. Và bây giờ chúng ta sẽ ứng cái phép tính này và chúng ta sẽ gọi qua cho cái bài 1.1 phép phép tính của chúng ta ở đây ha. Những cái này thì chúng ta gọi ở đây. Thì cái phần khai báo lớp phép tính, cải tạo đối tượng phép tính là nhận kết quả từ cái đối tượng về. Thì ở đây là thầy sẽ không có kiểm tra cái lỗi ở đây mà tụi con sẽ tự động kiểm tra cái phần đó ha. Đầu tiên là mình load cái phép tính vô, tức là nó nằm trong cái thư mục là gì? À, class, cái tập tin mà để chứa nó chính là xử lý phép tính. Thứ hai là chúng ta lần lượt lấy cái gì, lấy cái A về, lấy cái B về mà chúng ta khai báo cải tạo cái đối tượng phép tính ha. Rồi. Nếu bây giờ là boss của ai à, vấn đề là quan trọng là boss của ai à, khi chúng ta có bốn cái nút mà chúng ta biết khi nào cái người dùng họ nóng cái nút nào. Ok, khi chúng ta có bốn cái nút, cộng trừ nhân chia à, vậy thì bây giờ làm sao chúng ta biết được là họ đang bấm cái nút cộng hay nút trừ hay nút nhân hay nút chia? Nếu như bốn nút này mà thầy đặt cùng tên thì chuyện gì xảy ra? À, cùng tên tức là cùng một cái name ha, cùng name rồi bốn nút. Rồi bây giờ thầy lấy cái này ha, thầy bót cái btn về. Rồi bây giờ thầy khai báo một cái biến nút, bằng, nếu nó tồn tại thì thầy lấy cái giá trị của cái biến này thì giao cho là cái nút. Thầy echo cái nút ra. Echo cái nút ra. Coi nó được cái gì ở đây để mình biết là khi nào người ta bấm nút cộng và khi nào người ta bấm nút trừ. Ha, rồi chẳng hạn như cộng. Tiếp tục ha. Trừ. Ra trừ. Rồi, cộng ra cộng, nhân ra nhân, chia ra chia, phải nó trả về cái value của toàn bộ cái nút của mình không ạ? Vậy thì lúc đó mình biết người ta bấm cái gì chưa? À, được không ạ? Vậy thì ở đây á, mình khai báo và cải tạo một cái đối tượng thuộc cái phép tính ha. Rồi. Ở đây tôi cho một cái BT tức là phép tính bằng new cái phép tính. Thì khi new phép tính này á là tôi phải truyền A và là B xuống. Vậy thì A tôi lấy về chưa? Chưa. B tôi lấy về chưa? Chưa. Thì việc ở đây sau khi mà tôi lấy cái nút về thì ở đây tôi phải khai báo, tôi lấy A tiếp. A bằng đô la boss. TT A. Rồi ở đây mình sẽ lấy thằng đó là thằng gì, thằng B à, bằng ha,
Nè, thế là B. Rồi, bây giờ mình khởi tạo nó, mình có quyền truyền ở đây là A không à? Đó là đô la A, phẩy, đô la B. À, mình khai báo một cái biến kết quả ha, kết quả cho cái trường hợp là nút nó sẽ bằng như thế nào đó, thì kết quả này mình cho nó bằng cái chuỗi chuỗi rộng ha. Rồi đây là tức là khai báo nè, khai báo cái biến nhận từ kết quả từ đối tượng về, tức là căn này ha. Sau đó làm sao mình biết cái nút mình để mình gọi cái phương thức khi khi nào thì mình gọi cái phép tính dưới cái phương thức là gì, là cộng. Khi người ta nhấn vào cái nút là cộng, khi người ta chia thì mình gọi là cái chia đó à. Đấy. Thì ở đây là thì ở đây mình sử dụng cái gì à, split được không? À, ở đây mình sử dụng cái split của ai à, cái width của cái nút, width của cái nút. Cây ai còn nhớ không à, cái giá trị ha. Rồi hai chấm thì trên cái cây giá trị này để cho các căn mình copy cái này rồi ha, cộng, nếu là cộng thì lúc này cái biến kết quả của mình bằng cái gì à? À, kết quả sẽ bằng cái đối tượng phép tính gọi tới cái phương thức là gì, à, cộng, rồi sau đó là return break, xin lỗi nha, break. Xong mình có cái cộng thì ở đây mình sẽ cây mấy trường hợp, bốn trường hợp: cộng, trừ, nhân, chia đó à. Rồi trong trường hợp là cộng xong thì bây giờ tới là trừ ha, trừ thì ở đây mình sẽ gọi cái phương thức đó là phương thức trừ. Rồi. Tiếp tục mình copy này ha các bạn ha, mình sẽ có bốn thằng nhân nè, chia nè, đúng không? Rồi đây sẽ là nhân của mình nè, thì ở đây mình sẽ lấy thằng nhân lên. Nhân thì ở đây mình sẽ gọi cái phương thức đó là phương thức gì à, nhân, đúng không? Rồi thằng này là chia thì mình sẽ gọi phương thức là chia. Thì đây mình gọi cái phương thức chia ra. Rồi được chưa, mình có bốn cái ha, vậy là mình có kết quả. Vấn đề lần lượt bắt đầu mình xuất ra TTA, à, mình cũng xuất cái giá trị ra cho người ta thông qua cái thuộc tính là gì, à, value. Bỏ biệt bè vô, mình echo, à, cái biến hồi nãy mình lưu trữ, tức là cái biến gì, biến a ha. À, copy xuống lần lượt thay thay đổi các giá trị. À, TTB thì ở đây chính là thằng thằng B, đúng không ạ? À? Rồi à, kết quả thì ở đây mình sẽ có là cái biến đó là biến gì, à, biến kết kết quả. Rồi bây giờ mình test thử ha, mình chạy trả lời từ đầu. Rồi bây giờ mình sẽ cộng ha, 5 và 5 thì cộng sẽ ra 10, trừ sẽ ra 0, nhân sẽ ra 25 và chia ra 1. À, vậy là ok. Được không ạ? À? Thấy nhẹ nhàng ha. Tức là cái bài này thì mở rộng ra so với cái bài cũ của mình là chỉ một nút thôi. Còn cái bài này mình có thể là nhiều nhiều nút, cộng trừ nhân chia ở đây để cho người ta biết để gọi cái phép tính ra. Ha. Rồi. Thì trước khi vô cái bài tin tức thì tới đây thầy ngưng ha. Tụi con làm hai bài trước. Thì giống như mọi lần thì có cái trường hợp nào đó ha mà làm không được hoặc là có thắc mắc gì đó thì tụi con có thể gửi mail về cho thầy ở cái địa chỉ này nha. Rồi, chúc tụi con làm bài tốt.